quá tham. Ôi không, sao vẫn 28.000? Sinh sống trên xương máu của anh em. Ôi, à, thằng Thành cao lên rồi này. Thằng Thành cao lên rồi này. Đấy, chúng nó có tiền, chúng nó mua sắm trong khi mình phải đứng mình nhìn. Thằng Thu mua được cái gì chưa? Ờ, bên này vẫn còn một cái slot nữa là cái gì ấy nhỉ? Chắc sau này mới có đây. Thằng Tuấn dắt start đi mẹ. Từ từ em đang xem. Ủa sao này thiếu tiền cay thế nhở? Ra đi. Mà đây đang là chế độ normal ấy, không hiểu là chế độ hát thì đánh kiểu gì. Không nhìn gì luôn. Nhanh tay vãi trưởng. Nhảy sang đi. Skeleton. Bom kìa. Skeleton. Anh em bình tĩnh, bom để làm gì đấy? Hay là cứ có chưa nổ này fail bây giờ nhặt đi. Đây đây, cửa đây đây. Nó lên đấy mà. Cái bom này nó lại hết thì nó lại trồi lên hay sao ấy? Nhưng em chưa thấy tiếp cái nào cả nên nè. Đúng. Cửa đây, cửa đây, cửa đây. Đây mà, thằng... Mẹ kiếp em bị dắt. Vãi trưởng ạ. Mẹ bị dắt, cay. Ôi kìa, mẹ cái thằng của mình nhặt tiền kém vãi á. Tại vì là cái skill đánh của nó lại cách ra một ô. Thế là cứ đứng sát. Bình tĩnh nhờ. Anh em mình phải xem có cần để mở không. Đừng đập hết ra. Này, có con xương này. Ui rồi, cứ bình tĩnh nhá, xong ông chạy vào ông ăn như thật đấy ạ. Em bảo bình tĩnh lại, đừng đập cái hộp kia sớm. Thôi, tao phải vào trước. Kéo thế. Ông đâu? Đánh luôn ông kia. Ép đi, nhảy đi. Thành chơi bời kiểu gì đây? À, chơi nghỉ đây, mình chơi nghỉ anh em đây. À? Đúng là kiểu vì tiền nữa. Đây rồi anh em ơi. Đây mà. Ui, mẹ hướng này. Đúng là... Tùn thấy tiền mắt sáng lên nhưng mà lại cắm đầu vào cái đường cụt. Nào. Em mấy lần em nhìn nhầm rồi đấy. Ok, kìa. Máu kìa. Ui dồi. Từ ăn máu. Ui, ăn hết máu rồi. Thằng Thành. Ăn hết máu, tí nữa anh em mình ăn máu bằng cái gì? Quá tham. Thật tham thế. Tham thì thâm, đa dâm thì đau thận. Ây ạ. Mẹ mấy con xương này nó màu tím tím, mình tưởng là đệ mình. Ơi, đây là ghế. Ơ. Ui, nó khóa cửa vào kìa. Nó mở ra rồi này. Ghé y tiền. Đấy. Em máu. À, à máu à? Anh biết. Tại tao thấy có đồng tiền vàng ở đấy. Rơi ạ, à, tham lam. Tham gì? Mày cũng không kém đâu. Tham gì đâu. Này. Nào anh em đừng chơi. Nào, mở cửa. Cái trò mất tình anh em. Ơ. Trò mất tình anh em là trò Matica, trò gì nữa. Lần trước mình chơi đến đâu ấy nhỉ? Hình như là đánh chết một mụ già đúng không? Đúng rồi anh ơi. Mình trời kiểu trời mưa gió xong rồi báo bùng sét đánh loằng nhoằng xong mình tình anh em chết mụ già đúng không? Đúng rồi, không mà mất tình anh em. Ê, cái quả nổ của ai đấy? Của anh Việt à? Cái trò đúng. Đóng giả. Biết đường mà né. Quy ấy. Ui, cái gì này? Này thì... Quy gì đó? Này thì... Nó quy của em chẳng có gì ấy. Nó hình như là phải đánh để tích nó đầy lên ấy. Chơi kìa, có cái bình mana kìa, thằng nào ăn thử ra skill quy đấy. Em. Ừ, em được có quy rồi này. Nhưng mà em đang tích... Đấy, đếm quy phát ra. Mở hết, cửa. Hết chìa rồi. À đây, chìa đây. Đây, chìa đây. Đây rồi. Mở đi, em quy. Mở đi, em quy không? Quy. Em ai? Hết rồi, thế rồi á? Nhặt nhẽo mấy đái. Ờ. What the fuck? Nhặt nhẽo. Dậy đây, đừng có nằm mới ăn vạ nữa. Ơ, em không dậy được. Đi đi, dậy rồi kìa. Ờ, dậy rồi. Ôi. Chỗ này em nhìn thấy rồi. Mà, ui. Máu thằng Thành cái máu tao thì đang bị tụt ăn tiền thôi mẹ tham vậy. Lúc ăn thì biết được cái gì ăn được rồi nhá. Mồ tao sắp chết rồi kìa.
Khốn nạn. À thôi mình chết luôn đi. Mình chết luôn đi để tí nữa còn hồi sinh dậy không những nó hồi sinh tranh mất. Anh tính toán quá rồi đấy. Ơ hình như con của tao đánh là hút được máu hay sao ấy. À chết rồi. Chết rồi. Đây, hồi sinh. Đấy. Hồi máu đầy. Tí kia là đội anh ạ. À? Kia là đệ anh à? Hay là cái gì? Đệ ta đấy. Đừng có đánh nó. Đi đây. Ai dạ? Con này gọi đệ. Đấy, thế bắt đầu đệ đầu người. Đụ thật. Thì mày cứ đánh cả đi. Đây mà. Ơ. Đây đây vẫn còn đệ vẫn còn sót. Ít lắm, không cần, không cần. Ơ máu kìa, từ từ. Đấy anh Thành anh đi. Rồi. Anh em phải chia nhau. Anh hiểu không? Ui mẹ trong đây nhìn khói báu to lắm, nhưng mà đây là boss rồi. Ở Necromancer. Hay quá nhỉ. Ơ. Ôi. Vãi trưởng. Ôi. Ôi nó bắn đi. Nó bắn đấy, cẩn thận. Mẹ, nó có camê ạ. Ui giời. Nào. Chú tuổi gì chơi anh? Nào. Mấy con này. Nhìn một bình Thành solo bot đây này. Thằng Thành có skill Q kìa, dùng thử xem là cái gì. Ôi nó nổ rồi ạ. Ôi nó chết kìa. Ôi vãi. Nó chưa chết anh ơi. Đấy mới là hình dạng thật của nó kìa. Ai à, ai à, ai à. Ai à. Em không biết đủ. Thằng nào dậy đi kìa. Tuôn kìa, thằng tuôn dậy. Thằng Thành đánh xa bắn bot đi. Đếm độc này ra. Ê, anh ơi. Ma được. Ấy là mẹ con quái thường. Con quái thường nó đập tao phát mất một đống máu luôn. Em lại mất máu, em lại chết rồi. Đệ ơi. Chết mẹ. Tôi xong rồi. Chết thằng tập lên. Bó tay. Ôi nhìn nhìn một đống tiền rơi dưới chân mình kìa. Ôi thằng nào chết cũng mất tiền thôi, không phải mình đâu. Game là khó. Tốt 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 tốt. Retry nhá, đừng có quit to map. Hình như cái thằng của tao hơi phế. Ơ, hình như là chết là mất cái tiền đã nhặt ở cái map này thì phải. Mẹ, tiếc quá. Cái kìa, cái số tiền mình nhặt được ở mỗi map nó hiện lên ở trên cái thằng nhân vật mình kìa. Bó tay. Ui, ở dưới lắm tiền chứ. Đi kiểu gì? Mình toàn kiểu châu chậm uống nước đục thôi. Anh em vào kiểu hút hết rồi. Trong ấy, trong này có vàng hay không? Thằng Tun đấy, thằng Tun nó tham lắm. Ê! Ui, đấy, mẹ phi thân. Kìa, kìa, mẹ cái thằng này. Thằng nhân vật như cứt vậy. Mãi không phá được. Quá tay, mẹ nhìn vàng mình kìa. Hai chúng nó giàu mẹ ngập mồm. Cái kia, 700 kìa. Thôi nha, thôi nha. Đấy rồi. Tùn tham vãi trưởng. Anh em nhanh thế. Đâu vậy, đâu vậy? Đây, 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 đây. Đấy rồi. Vẫn đéo được, tầng kia nó khôn vãi trưởng. Anh em đi tốc độ nào, đi qua cửa kiểu tốc độ nào. Đang hết sức ở đây. Đấy, mẹ nó có quả phi thân nên nó nhặt vàng nhanh lắm. Từ từ nhá. Đưa nó. Ok. Thằng Tun này. Em bảo đưa nó là vàng để em. Quái thì không đánh, cứ chăm chăm đi phá ấy nhặt vàng. Để anh em lại chiến đấu. Đấy, bây giờ em đi ăn máu hợp lý này. Ăn đi. Đấy, rồi. Ốt. Thằng Thành, tao xem trên lơ con của mày nó còn bắn ra mũi tên tóe mà. Từ từ. Chắc là phải đổi vũ khí khác đây. Con của tao phế quá. Phế trong cả việc đánh quái lẫn việc ăn tiền. Nó bị quái dữ rồi, mình đâu ăn được. Quá tay. Mình còn đang mải đánh quái, chúng nó đã nhặt tiền này. Khốn thật. Không sao. Nhìn vàng đây của thì mình. Anh được. Nhìn vàng của mình kìa. Bó tay. Em cũng hơn được bao nhiêu đâu mà. Ra mở cửa đi. Đi em quy phát này. Mẹ em có quy rồi. Mở đi. Mở đi. Thằng Thanh. Áp sát vào. Ừ, em cứ chụp phá. Em chụp phá anh cơ. Sợ giờ mà phát chết luôn.
mày. Ơ đấy nhá anh em, anh em mình nên giữ quả quy để bây giờ mày mới biết à? Đập quái ạ. Ai trưởng. Em sắp hết máu, em sắp hết máu. Fuck. Này thì tanh tanh cơ. Tiền của thằng Tun kìa anh em. Tanh. Ơ đúng rồi đúng. Ôi mẹ, thành nhặt hết rồi. Nhặt hết tiền của em. Hay lắm. Tiền rơi đất là tiền của Trung như tiền gì của mày. Ok. Nhìn thấy Tun ạ, sao cứ tích cực nhặt tiền đi nhá. Tham nhũng. Ơ thằng Tun tanh cơ dễ chết. Tích cực nhặt tiền đi. Nào. Thằng Tun đứng lên gì? Lìa chỗ khác để dành máu nhanh. Đánh quái đi. Mẹ tanh cơ toàn đi nhặt tiền không đánh quái là sao? Em không nói đâu, em không nói đâu mà, em chỉ ăn tiền thôi. Ôi, khốn nạn thật. Ôi vãi đái. Mình vừa vào nhặt khóa ra đã thấy ông đứng chầu sẵn đấy rồi. Đi. Anh em cuộc sống nó không chờ đợi. Mày đánh quái nhanh thế phải tốt đâu. Đấy mẹ nhìn kìa. Máu từ. Thấy chưa, em không ăn máu anh thấy không? Ừ thấy em rồi. Em đánh vì đồng đội. Em đánh vì đồng đội vãi đái luôn. Thôi tao bây giờ đánh phải giữ mạng, không thể nào hy sinh vì chúng mày được. Toàn những thằng tham lam. Được chính game nó viết là anh hùng tham lam. Không những tham lam còn tham lam nhất. Là team khi game này bựa quá. Ôi vãi. Bét tham lam còn bựa luôn. Này đi bọn skeleton này. Này đập cái này đi anh em ơi. Rồi hay quá. Đấy con bot nó nói gì kìa, toàn mấy thằng giật dẹo này. Có máu thì để phần anh Thành nè, em cần máu nè. Từ anh ơi đứng đợi em thì em nhắn. Ừ đây. Đứng đợi. Đứng nó có hồi máu nhỉ? Không. Mẹ sao anh gọi ra cái quả gì kinh ấy? Skill đánh thường nhưng mà đam thì yếu mà đánh thì chậm. Xong rồi nó cứ bị kiểu cách ra một khoảng ấy. Ừ. Mày nhìn này skill tao đánh nhỉ? Nó cứ cách ở người một khoảng, nếu mà đứng sát mình là không đánh trúng. Dựa vãi. Không chưa? Đều. Máu kìa. Thôi Thành đi anh ăn trước đi. Ờ. Ui xài. Tí mà đó. Em cần nó tốt với anh. Nào. Anh có quả quy nhá, chú ý sử dụng. Thành có quả quy đấy. Chơi luôn này. Ủa. Nhìn quả quy kìa, bắn phát gần chết luôn. Ôi quả quy tao nó hút máu hay sao ấy. Ui vãi trưởng. Ơ nó chết rồi kìa. Đâu mẹ. Còn con nữa. Anh em chạy cẩn thận nữa. Cẩn thận bị nó bắn như tia kia trúng phát là chết luôn đấy. Vừa nói xong. Chưa chết anh ơi, không chết được. Chỉ đóng băng thôi, không chết được. Mãi trưởng. Mẹ. Con này khỏe vậy. Chạy. À. Để. Bó tay. Điếm nhận đống vàng cho anh. Tin em. Cẩn thận chết phi thân đi kìa. Đánh quái đi kìa. Mẹ cứ lo cái gì vậy. Hết mạng rồi, đánh này cho thằng Thành nó còn có đủ ấy, nó hồi sinh. Cố lên. À. Nhanh vãi trưởng. Sắp chết rồi. Vãi trưởng. Kìa Thành hồi sinh đi. Mày đi. Sắp chết rồi. À. Vãi trưởng. Thằng Thành có quả bom ném đi. Từ từ anh ơi, bom phải hồi đấy. Đi nhặt vàng kìa. Khốn nạn thật. Chết là không thật, có cái gì đâu. Thật chết là không có cả tất cả đâu. Sao anh ném quả bom vào đấy? Rồi. Cả team mà lên. Bom thả dưới chân. Thôi xong. Bó tay. Trời ơi, sao đến boss là oạt thế này.
Thôi cố lại thử lại lần nữa nhá. Ủa Pu Canti. Từ từ anh ơi. Lần này chạy nhanh thế trời ơi. Thôi giờ tao không quan trọng vàng nữa, cho mày nhỉ. Thật à? Anh nhớ nhá. Nhớ. Cho mày nhặt nhưng mà chúng mày không nhặt thì tao nhặt thôi. Yếu quá. Dạ em đứng nào. Anh Thành, anh tập trung vào nào. Bỏ hết mọi thứ xung quanh đi, đằng nào chẳng là vợ mình. Khổ quá. 12 giờ thì còn nhắn nhau cái gì. Thật. Bắt đi ngủ ngay, nhìn đi em ơi, nhìn vợ em bây giờ là nằm lên giường đi ngủ rồi. Anh thấy không? Có cắn nhằn gì mình chơi game đâu. Cằn nhằn là mai xin lỗi ngay. Đấy là việc của ngày mai. Nào 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 nào. Thôi đoạn này cắt đi thôi, đợi anh Thành lâu quá. Thật. Đây rồi, xong đi rồi đi. Xong đây rồi, bắt đầu lại còn chụt chụt bắt đầu mới. Đấy thấy không, nó không thèm nhặt vàng. Có thật là cắt đi vì đợi em lâu. Anh à? Ừ anh ơi, anh ơi, sao ở dưới có chìa khóa vậy, có nhiều vàng kia nhỉ? Ở dưới là cái gì? Xuống không là biết. Gì? Xuống làm sao được. Cái đấy chắc nó là đường thông, kiểu gì mình cũng đi qua nó rồi. Ôi vãi. Nào, ôi ơ. Bố tay. Em đang bảo chỗ này cái vàng này nó không ngồi đâu. Ở đây, đây, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi. Bố tay. Mày không phải thế đâu Thành ạ. Mày không phải thế đâu. Cảm ơn Thành. Anh mang tiền nhanh hả? Nào, đi. Thằng Tun lần nào cũng là cái thằng nhặt nhiều tiền nhất. Kinh thật. Em tham lam lắm. Em là người tham lam. Ôi kìa lại vàng này. Ôi vãi trưởng. Anh không nhặt vàng đâu kìa. Đâu? Anh nhìn thật nhanh anh nhặt. Đâu? Đâu? Vãi trưởng. Nhưng mà có giữ được đâu. Nhặt xong rồi tí lại chết. Chết mất ít mà. Không mất nhiều đâu. Ý là không đánh được chết boss đấy. Chết thì tiền máu bao nhiêu. Máu nhớ giữ máu nhá. Anh Thành, Thành đừng ăn nhá. Tí ông mình đi ra ngay cái cục máu của anh em. Đây luôn. Một vãi trưởng đập là cái mắt là cái máu nó vỡ luôn ạ. Đúng rồi, vừa thất vọng. Vừa em thấy ông nào đập vỡ máu nhá. Ta đập để là ăn vàng, ai ngờ nó lại ở gần máu. Tham lam. Quá tay. Anh thấy thế là làm tham lam chưa? Rồi từ đầu game bây giờ tao toàn nhìn mày đấy, tao lại không biết nữa. Để biết ai là người tham lam cứ nhìn tiền. Người đàn ông tham lam. Nào. Thằng nào? Mày. Ôi em tham lam quá. Em ăn vừa mới tiền. Nói máu cả con gà to đùng nó bắn cái chết mất. Bỏ tay. Mình thì kiểu sắp hẹo nơi rồi. Tí nữa tập trung đập cái cục trước nhá. Đừng Đây rồi. Mở cửa đây. Nào. Em nhớ con gà đây mà. Tập trung vào mà đánh đi. Anh ơi, đây mana này. Mana để em cho, em chưa có mana. Rồi. Ý chết. Mẹ, bọn con này mà nó đánh đau phết đấy. Cái gì đây? Tiền kìa. Cái gì đây? Tiền đấy. Tự nhiên thấy có cái gì sáng sáng. Để cầm thử xem là cái gì nào. Nào, thằng nào lấy chìa khóa đi, đừng có bắn nhá để tao ăn máu nhá. Ở đây để em để anh với anh Thành ăn máu này. Em hai vạch rồi. À từ từ. Đây rồi. Thôi chúng mày ăn máu đi, tao. Thôi để tao ăn máu. Ôi đừng. Rồi. Mệt mấy ông quá. Ê à, ở dưới có cái gì kìa. Tun phi thân hình nhanh đấy. Đừng có kéo hình, máu kìa. Rồi.
Hốt. Vào, vào nó mất một lúc làm nó nhét cái túi xong nó bỏ mệt đấy hôm qua. Thằng hai mặt. Đập cái kia ra nào, đập cái kia ra nào. Đâu ra nào. Em hết máu nhá, em hết máu nhá. Sao mày tanh cơ kiểu gì kém vậy? Ui giời, thế ai thằng nào mà đấm như điên đây? Đánh người ta phải có em. Ơi. Người ta phải đánh chính người ta là phải... em ấy. Mày đừng có dùng cái thứ trên cổ của mày chỉ để đội mũ đi. Đấy rồi. Ok, 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 ok. Trên này là boss nhá. Đừng có tranh nhau. À, đến boss chưa? Đến boss chưa? Boss đây này. Từ từ, từ từ. Máu em, em. Anh sắp chết rồi. Anh nhìn em kìa. Lần này tập trung vào đánh boss nhá. Tập trung vào đánh boss nhá. Đánh boss này là đánh mấy cái cục xung quanh. Chia nhau ra. Thôi để tao đánh cục cho. Chúng mày đánh boss đi. Tao đánh gần. Ok ok ok. Rồi một cục. Địt mẹ còn trượt. Các đệ đâu? Đánh nó đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đúng rồi, ai đập cái kia đi. Đệ yếu quá đệ ơi. Mạnh lên. À, sao nó không vỡ nhỉ? Thằng à, tui sắp chết kìa, thằng à, tui chết rồi kìa. Vãi trưởng. Tập trung vào đánh nó đi. Đánh boss đi. Đang nằm bắn nó đây. Ui. Nó sắp chết rồi ấy. Chui đất, chui đất. Lên. Chật chui đất. Kìa, nó nổ kìa. Mình... chui tít lên trên. Ơ, nó sắp chết rồi kìa. Ơ, ơ, ơ. Ôi, mình kéo nhận được nhiều vàng. Ôi, ôi, sao lần này mình giàu cái này. Ơ kìa. Ơ kìa. Ôi, vẫn chưa hết ạ. À. Vãi trưởng. Con đấy hóa ra bút đẻo rồi anh ạ. Đủ mẹ. Đây không có vàng đâu. Bút đẻo mà khó đây, vậy. Đây, 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 đây. Tường vỡ này. Tường vỡ thì vừa này. Phá bố mà hết hòm rồi còn đâu. Đây này mà. Ok. Đây này. Từ từ, đánh đi Tun. Đây em đang đánh đi. Anh kêu em phải thẳng. Đây 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 đây, đây mà. Máu kìa. Máu để em, máu để em, máu để em. Từ từ nhá. Có thuốc nổ, có thuốc nổ, từ từ nhá. Ô. Ok. Ok, ok. Ui, cái đéo gì đấy? Mày chỉ có phá hoại là nhanh lúc này để thuốc nổ dùng có vẻ ngon không? Ôi vãi trưởng ạ. Đừng có để chết. Tập trung vào. Đánh mãi mới qua được con boss, đừng có để chết. Ôi thôi sao. Dậy kìa. Dậy đi. Khó đấy. Cố gắng qua đi giữ được vàng. Để em ăn máu nhá, để em ăn máu, em ăn máu đó. Đừng đánh, đừng đánh. Ăn đi. Từ ăn từ đi, để ăn tao. Đi. Ăn tham vậy. Ờ, để em đây. Không sao, anh bình rưỡi mà. Cầm cái bình không? Thành nó chôn ấy, đi xa ấy à. À đây rồi, máu rồi. Ôi ôi ôi. Thằng nào ăn máu không? Không, không để. Để đấy, đừng. Ơ. Em đập bình máu, em đập mí bên cạnh mà nó nổ. Nó tay, mẹ đây này. Từ từ. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Em nhìn cái gì đấy, nhận cái trò này. Mẹ. Ngó tay. Em đâu, em đâu, em là ai? Tao còn đéo biết tao ở đâu cơ. Cứ thấy có mỗi cái thằng kia nó cứ nhảy chồm chồm chồm. Em là ai trong cuộc đời này? Em từ đâu chợt đến nơi đây? Giết thằng này này, thằng cung này. Đấy rồi, à, như giờ tao mới nhìn thấy tao đâu. Hay là kinh, quả bom thằng này kinh phết đấy. Ồ, bom em đang yếu mà. Đang yếu chỉ nhưng mà mỗi lần thôi. Mỗi lần nó nổ phát bay tung tóe. Ơ, à, ơ à. Máu, không. Máu kìa. Đấy, mẹ tham lam đến nỗi mà máu còn, mình sắp hết máu mà còn bắn vỡ cả máu. Anh Thành ấy.
Bó tay. Sao nó lại đóng cửa ấy kìa? Người đàn ông tham lam chính là anh. Bắn cái này có khác gì Win Runner luôn. Cố lên. Từ nha, từ nha. Đấy cái chỗ thằng Tun bảo là thằng Tun bảo là xuống đây làm gì này. Xong rồi sao? Giờ sao? Giờ lại ra thôi chứ sao? Đi. Hay là mình sắp đi hết một vòng rồi đấy. Đây 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 đây. Đồng chưa, đồng chưa, đồng chưa. Đấy. Đó xong bọn này tao đánh lại không chết nhỉ? Kìa, đừng có đuổi anh. Thằng mất dạy. Đuổi mình bằng được. Ô, đâu chìa khóa đâu? Chìa đến đâu ra? Chắc phải đi xuống dưới này tìm chìa. Đây 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 đây, trong này, trong này. Chìa kìa, chìa kìa. Đấy, chìa đấy. Ơ máu. Máu tao ăn rồi, tao hết máu mà. Dạ. Vừa bị một cái thằng xương nó đập cho phát mất một chấm máu. Mẹ what the fuck? Tụn thành. Mẹ bóp rái thề. Bóp rái gì? Mày tự đi, mày tự chết, mày cần xem lại video em không? Ông nào ông đi vào trước em bị sụp. Liên thiên cái đấy nó là tự động sụp nhá. Cái đấy nó có phải là ấy đâu, nó có phải là mày dẫm lên nó mới phụt đâu. Ô, còn cái đầu con chó này. Ô, cầm đầu con chó làm gì này? Ai biết được. Tính sau. Em đi đập cái này đó. Cẩn thận chết kìa Tun kìa, để ý máu vào. Cái này nó cứ summon cái bọn. Ôi giời, vãi trưởng ạ. Gì đấy? Đau quá. Cái gì nổ ấy? Ôi kìa. Mẹ thằng chó này. Đây như phải giải đố rồi. Chết rồi, tao chết rồi. Đừng đánh quái đi để tao hồi sinh cái. Đấy rồi. Đặt lấy nốt cái đầu con chó kia đặt vào đây. Em biết rồi, em thông minh mà. Nhặt luôn chìa khóa đi. Hình như là thông minh. Em hết máu nhá. Hy vọng là nhìn máu nhường em. Hy vọng là qua cửa. Đéo phải qua cửa. Ui, chạy đi. Đừng đánh, chạy đi. Kệ thôi nhỉ. Đây rồi. Tiền nó vàng. Đi luôn. Có máu không? Tạm biệt. Rồi. Thôi, hôm nay chơi đến đây thôi nhỉ. Thế thôi. Đấy. Ngon. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cấp săn được cái gì đã? Nhìn mình gặp thằng Tùn vẫn là nhiều vàng nhất ạ. Đéo hiểu. Vẫn là thằng tham lam nhất. Ui, em kín ít nhất team này. Ờ đấy, mẹ chỉ cắm đầu nhặt vàng thôi thì làm sao mà chả kin ít nhất. Trời ơi. Thằng Thành nó giết nhiều kia mà cống hiến nhiều kia mà vàng nó ít thế này. Đấy. Đâu anh ít chơi thua anh em mình tận 2 game. Đây là vàng kiếm ở cái màn này thôi. À. Chứ có phải là đâu, vàng tổng đâu. Là 30 mấy mà. Được rồi, bây giờ mày nhìn nhá, mày đang có 35.000 nhá. Nào, ra xem mày có bao nhiêu tiền. Ok, đâu. Bao nhiêu? Em có 35.000 đây. Bao nhiêu à? Vâng. Dạ. Sai. Vũ khí mới. Anh chửi em. Anh sai rồi. Rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Rồi anh, tạm biệt. Tạm biệt mọi người nhá. Khoan anh nhá. Vũ khí tiếp theo là 41.000, mình nên mua cái 35.000 không? À 30.000 không nhỉ? Tao sao biết được. Đấy là do quyết định của mày thôi. Mà mày tham như thế thì tao đảm bảo là map sau nữa là mày đủ tiền để mua cái 41 thôi. Mày tham như thế. Mỗi lần nhặt bằng cả tao cả Thành cộng lại xong thì nhân 2 mới bằng số tiền của mày nhặt. Cái gì? Không, anh ngáo à? Nãy giờ có phải một mình em nhặt tiền không? Có thực skill phi thân ông cứ chiều chiều lao lên. Rồi, đấy nhá. Bye bye. Okay, tạm biệt.